Mùa 1 tháng 2 chỉ có tại webcoreart.com. Rồi ok, hello game, và chị em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với cái con game Frenbow, và mình sẽ tiếp tục tìm hiểu là chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô bé, và tại sao mà khi lại uống cái thứ thuốc an thần, hình như là đây là thuốc an thần đúng không, thì cô bé lại có những cái hình ma ám ảnh đến như vậy. À đúng rồi, nhưng mà trước khi vào video thì mình có một chuyện. Đây là một chuyện rất là nghiêm túc mình muốn nói với mọi người. Hiện tại mình đang cảm thấy rất là khó khăn trong cái việc là tiếp tục tìm kiếm một cái tựa game mới để mà làm thành một cái series. Thế nên mình muốn hỏi anh em là mình đã có một cái phương án là mình sẽ làm lại một series game bất kỳ mà mình đã từng làm rồi. Thì hiện tại trong đầu mình ấy đang có 3 tựa game mà mình có ý định là hỏi ý kiến anh em là mình sẽ làm lại cái series về tựa game đấy. Đầu tiên ấy là về tựa game là Cô Hầu Gái này. Cái thứ hai ấy là mình sẽ làm tựa game Xây Cầu. Và cái thứ ba là game về cái con mèo bựa đi câu cá. Thì đấy là 3 tựa game mà mình đang nghĩ tới là có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ làm lại cái series đó. Thì mình muốn hỏi ý kiến anh em là anh em thích cái tựa game nào nhất thì có thể comment ở bên dưới video để mà giúp mình nhé. Tại vì hiện tại cũng đang khá là khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm những cái tựa game mới để chơi. Đấy, hoặc là ý kiến của anh em muốn mình làm lại bất kỳ một tựa game nào thì cũng có thể comment ở bên dưới, ngoài 3 cái tựa game vừa nãy ra. Đấy, thì đây là cái mình muốn hỏi xin ý kiến của anh em để xem như thế nào. Ok, rồi bây giờ thì let's go. Ok, mình sẽ quay lại và nói chuyện với cái bà y tá này. Mình vẫn chưa nói. Friend à, cháu tỉnh lại rồi, tốt quá. Thì bà con này láo thế nhỉ. Người lớn sao hỏi mà lại phải bảo là vâng ạ à, chứ đúng không? Mà lại láo. Cháu ngủ bao lâu rồi ạ? 3 ngày, có lẽ vậy. Hôi thiệt mẹ, quả vừa rồi là chắc là bị cho uống thuốc ngủ liều cực mạnh anh em ạ. Đó là thuốc sao? Thuốc khiến cháu ngủ say thế ư? Đúng là do thuốc, thế nên cháu mới không được uống nữa. Cháu đã làm gì đó? Đã có chuyện xảy ra? Cháu đã làm gì đó? Chắc là con bé này nó sẽ tò mò là cháu đã làm gì đó. Biết ngay, cháu chỉ có mang lại rắc rối thôi, gì thế? À, không có gì. Chúng ta không thể để lộ cái đấy ra được, đúng không? Không lấy được cái gì? Cái này không dùng được, thử dùng cái này xem. Chìa khóa. Có thể là cái này sẽ để mở cái ấy này. Để mở cái hộp bên kia này. Rồi nhé, con đĩ ngựa. Đây rồi, chúng ta sẽ dùng cái này. Tuyệt, mở được rồi, có thứ gì đó. Chúng ta có một... mình sẽ xem xét cái này. Đây là bức ảnh gia đình của mình, gồm có bố, mẹ và cái gì Gret và mình và cả con mèo đen nữa. Người ta nói con mèo đen ấy nó khá là có một cái ý nghĩa đặc biệt trong cái chuyện tâm linh đấy anh em ạ. Ngăn kéo trống không, không có gì cả. Mình có thể lấy được cái mũi của thằng này không? Có thể là mình sẽ đi qua bên này. Tại vì mình ấy đã có được cái này này. Thế nên có thể là mình sẽ dùng nó cho cái này. Vừa luôn, nhưng có đến 2 lỗ, mình cần một thứ khác. À, có thể là mình sẽ phải kết hợp à? Đây, kết hợp với cái này. Thử làm nhiều thứ là tốt, nhưng trong trường hợp này chẳng hay ho tí nào. Kết hợp móc vàng với móc vàng. Kết hợp móc vàng. Đôi khi mọi thứ không hoạt động tốt. Không thể được, không thể không kết hợp hai cái đấy lại được. Mình cần phải tìm thêm một thứ gì khác nữa. Có thể là cái bức tranh này sẽ dùng cho việc gì đó chẳng hạn. À, đúng rồi, vừa rồi mình đã cố tình làm hỏng cái rèm cửa. Bây giờ mình phải báo cho bà này là mình đã làm hỏng rèm cửa, để bà ấy đi sửa chữa đúng không? Cháu đã nhìn ra ngoài và vô tình làm hỏng cái rèm ấy, tự nhiên lại ta phải đi sửa nó, theo ta. Ồ, bà ấy đi rồi. Mình có thể đọc được những thứ trong này.
Mình tò mò thật nhưng cô y tá vẫn ở trong phòng. Không sao đâu em ơi. Sợ gì. Trời đựu. Mình nên đến nói chuyện với cô ấy. Mình tò mò thật nhưng cô ấy sẽ cáu nếu mình chạm thứ gì mất. Mình nên đến nói chuyện với cô ấy. Bố mẹ rồi, bây giờ mình lấy được cái gì đây? Khăn khăn sao? Mình nghĩ mình chẳng cần thứ này. Có lẽ cửa sổ bên cạnh nhìn cũng giống như vậy thôi. Lọ rỗng, cốc rỗng, chẳng có gì hữu dụng. Ê, mình có thể làm gì với cái đống này không? Sử dụng hình ảnh gia đình bầu với bàn y tá. Không được rồi, bài đi rồi nhưng mà không được. Mình quay thử trở lại xem nào. Mình sẽ thử nói chuyện với bà này. Có gì đó thiếu thiếu, cháu có thấy cái móc giữ rèm cửa không? Không, không thấy gì, cháu không thấy gì cả. Để ta đi tìm thứ gì đó sửa. Còn cái con nhóc này. Đấy rồi, bà đi ra ngoài rồi. Ngon, quay lại nào. Mình sẽ đọc cái này. Ý, tuyệt vời, eo ôi. Mình sẽ giữ hộp băng gạc này để cầm máu. Đó là thuốc ở trong này nhưng nó bị khóa mất rồi. Wow. Ok, đọc đây xem nào. Tên y tá là cái là bệnh nhân như này. Mô tả hành vi của bệnh nhân. 8H. Bệnh nhân dành hầu hết thời gian chỉ để ngủ. Cô bé tỉnh dậy để uống nước nhưng tôi không nghĩ cô bé nhớ điều đó. Sau khi uống nước, bệnh nhân lại ngủ tiếp. Cô bé đã không giao tiếp với ai suốt 3 ngày. Vài đứa trẻ khác đến hỏi về cô bé và khi nào bệnh nhân chịu ra ngoài chơi. Đâu... cái gì đây? Đâu tin 8H. Tại sao lại khoanh vào cái 8H nhỉ? Chữ viết của quý tá xấu kinh khủng khiếp. Mình chỉ hiểu được 3 từ thôi. Friend, ngủ và đau tin 8H. Cái quyển sách này gì đây? Sang chấn tâm lý do bạo lực có thể ảnh hưởng rất lớn tới trẻ em, thay đổi hoàn toàn cuộc sống thường ngày của chúng. Ví dụ có cú sốc là từ một bác sĩ rất thích. Chỉ có 6 cái thôi. Ví dụ trẻ em sang chấn vì những ảnh hưởng hội chứng này có thể chuẩn đoán là mắc bệnh hoang tưởng. Rồi xong rồi, mình nghĩ là mình đã lấy được những thứ cần thiết và mình sẽ phắn ra ngoài. Mình không muốn, mình chỉ vừa mới dậy thôi, mình sẽ không ngủ nữa. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái hòm này. Sử dụng HIDE. Vừa nãy mình đã có đọc được ở trong cái tờ giấy đấy. Bà ấy khoanh một cái và mình đã chụp lại rồi anh em ạ. Mình đã chụp lại ở điện thoại. Đây, mình đã chụp lại cái ảnh ở đấy. Tại vì mình nghĩ là nó sẽ cần. Tức là H là sẽ ứng với số 8. Thế còn Y, Y là số 9 đúng không? Y là số 9, vậy D là số mấy? D là số 4, đúng rồi. E, E là số 5. Ồ, 8, 9, 4, 5. Lọ thuốc mèo con nói chúng sẽ giúp mình. Chúng ta đã có cái này rồi. Chúng ta có một lọ thuốc. Ê, đừng bảo là mình sẽ cho thằng cua để uống cái lọ thuốc này nhé. Tới hạnh phúc. Đồ con mẹ. Mình chỉ vừa uống. Mình chỉ vừa động vào cái lọ thuốc. Sao lại nhìn tớ thế? Cậu làm tớ sợ đấy. Mình từng có một... Ui, lại nổi ra cái hơi you can see. Trời mẹ, có ma gì đây? Phil đang khóc nhè, ôi Phil đang... Mình đã giết chứ... Cái thứ đen đen, một cái cậu là gì? Cái thứ đen đen, một cái cậu là gì vậy? Vãi đen. Giúp cả đầu rồi. Tao sẽ cố lắp lại đầu cho mày. Shit man. Cái quái gì vậy? Đi xem cái này xem nào. Có một lối đi xuống. Ai đã làm điều này? Chú Hề đi đâu rồi? Mấy cái bóng ma đang cầm cái đầu của mình. Ô,
đó là đầu của mình sao? Trả lại đầu cho tôi! Đi đi, những sinh vật kỳ dị! Đó là đầu của mình... Ah, fuck! Ghê bạn! Ôi, giai điệu ngọt ngào! Vờ lờ! Đi qua bên này xem nào! Oh. Cái nhà thương điên này có một người đã chết ở đây! Vãi loèn! Cô y tá ơi, cô ổn chứ? Xin chào hả? Có lấy cái gì đây không? Có lấy cái gì đây không? Cái gì đây? Biến đi! Thực kinh tởm! Miệng cậu bị chảy máu, mẹ cũng từng bị chảy máu miệng, trông mẹ thật buồn. Ê, lấy được cái cuộn len này không? Ồ, lấy được rồi. Ồ, cháu xin phép cô y tá, cái này sẽ hữu dụng. Ghê bạn này. Ê, làm như thế nào để nó hết cái hiệu ứng này? Vãi thật. Thôi đi qua bên này. Hay là mình phải đóng cái nắp hộp. Đóng cái nắp này. Nhưng mà có cái đường đi xuống này. Không, tuyệt đối không được. Cô không được nói cho con bé. Nhưng con bé phải biết. Ông không thể giữ tôi xa khỏi nó. Lý do rất rõ ràng. À, đây là gì của mình? Không lý do gì cả. Tôi muốn đưa con bé về nhà ngay. Không được, tinh thần của Fran vẫn chưa ổn định. Có một chuyện gì đó mà mấy cái người này là thật sao? Ôi, gì Great không? Dì ấy phải nói gì với mình nhỉ? Cái đồ bác sĩ độc ác. Mình sẽ trốn trở về trong tối nay. Ôi không, cáo ơi, hãy xem bàn tay tớ như khách khăn. Cậu muốn ôm chứ? Mình sẽ phải làm gì với mấy cái này đây? À, cái này có thể kết hợp được với cái ấy này. Trời đất. À, trời đất ơi. Thì ra là mình có thể đóng cái đấy lại. Khi mình mở ra thì kiểu mỗi lần mình uống ấy thì mình lại nhìn cái hình tượng đấy. Thế là thôi mình đóng lại cho lành. Chơi đồ nhiều là dễ bị ảo giác lắm anh em ạ. Mình nghĩ con bé này nó đã chơi đồ quá nhiều rồi. Thế nên là nó mới bị ảo giác kinh đến như vậy. Mình biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cái này với cái này. Tuyệt vời luôn. Và chắc chắn rồi. Cái này mình sẽ sử dụng cho cái cửa. Tuyệt vời. Tới hạnh phúc nào. Chúng ta có một phòng đi vệ sinh. Mình sẽ xem xét cái cửa sổ. Chúng ta có một cái mê cung đằng sau này. Anh em nếu để ý nhá, đôi khi mình phải đi vào trong cái cơn mê sảng đấy. Nói chung là đôi khi mình phải rơi vào cái trạng thái điên điên ấy thì mình mới có thể thấy được những cái thứ mà mình không thấy được. Ví dụ như vừa nãy mình đã lấy được cái châm đúng không? Rất chính xác. Ui, ui, có gì không? Ngai vàng trống không? Ngai vàng trống không? Mình không biết. Ồ, có thể là mình không đi vào đấy đâu anh em ạ. Hơi tởm. Không ai là phòng của anh. Có một con bé này. Tại sao mình lại thấy nó khá là giống mình nhỉ? Một con rắn và một con rối màu đỏ, gấu và các thứ khác. Mình sẽ nói chuyện với con bé này xem nào. Xin chào. Cậu cũng thấy chúng, đúng chứ? Thấy cái gì? Những sinh vật luôn đi theo mọi người. Bóng ư? Ý cậu là những cái bóng? Không, tớ không thể thấy chúng. Nhưng tớ biết chúng ở đây. Cậu biết chúng là gì sao? Cậu có biết chúng là gì không? Chắc là có. Xin hãy nói cho tớ biết. Cậu có thích vẽ không? Tớ thích vẽ lắm. Tớ cũng thích. Nhưng nói cho tớ thêm về mấy cái bóng đi. Chì màu. Tớ muốn tìm cái chì màu. Lúc nào tớ cũng muốn vẽ. Cậu đang vẽ gì thế? Một thứ gì đó. Là gì vậy? Những giấc mộng của tớ. Đi ngay đi. À, mẹ càng chơi càng nổi ra gà. Ngăn kéo không có gì. Đọc cái này xem nào. Con này tên là Adelaide Fogan. Con này kém mình 3 tuổi. Bệnh nhân là nạn nhân một vụ xâm hại tình dục bởi một đối tượng không rõ danh tính. Việc đó suýt nữa giết chết bệnh nhân. Chấn động ngày càng ra cho bệnh nhân ảo giác về âm thanh và rối loạn suy nghĩ. Wow.
Nhìn chung thì con game này thật sự là một con game kinh dị và nó có rất nhiều ẩn ý ở trong. Nó nói về các cái triệu chứng của một đứa trẻ bị mắc phải, giống như là con bé áo xanh này, nó đã bị xâm hại tình dục ở một độ tuổi quá bé là 7 tuổi, thế nên nó đã bị ám ảnh. Còn mình thì gia đình mình bị giết trong khi mình mới có 10 tuổi. Chim mau của tớ, cho tớ mượn được không? Không, thế thì tớ sẽ không thể vẽ màu xanh được. Nhưng cậu còn nhiều mà. Đúng thế, rất nhiều màu, nhưng tớ bảo này, họ không thích tớ vẽ đâu. Ai? Mấy cô y tá, họ trói tớ lại. Và kể cả khi không muốn, tớ cũng không thể vẽ. Họ điên rồi, mấy cô y tá đúng là khủng. Khi không thể vẽ, tớ tự hoại bản thân và ra sữa đỏ đấy, tức là máu. Và nhìn này, ấy, thật là ghê. Xin cậu hãy chữa cho tớ được chứ? Hãy ngăn sữa đỏ trào ra để xem tớ có thể làm được gì. Đây rồi, đây là lúc mà mình cần. Sử dụng băng cá nhân với con này, mình sẽ dán vào. Và có thể sau khi dán thì con bé nó sẽ cho mình ấy chẳng. Ồ, cảm ơn cậu, cho cậu chì màu. Trời ơi, chuẩn luôn. Cho cậu chì màu này, giờ đi đi, tớ còn phải vẽ. Mình đã lấy được màu crayon, màu xanh lá cây. Từ từ đã, mình phải check qua đây đã. Chiếc giường màu hồng. Ồ, đây là một trong những chú hề câm. Mình đã từng thấy rất nhiều và họ đều trông thật buồn. Chú này thì lại trông thật là vui vẻ. Có lẽ là mình nên ra ngoài, nhưng mà mình đã lấy được màu rồi, nhưng mà mình không chắc là cái màu đến đấy để làm gì. Rồi ok, hiện tại là mình chưa tìm được cái thứ gì để mà chơi tiếp, thế nên là mình sẽ lại bật cái này lên, lại đi vào gọi là cái cơn cơn mê thôi. Đời hư ảo đưa em vào cơn mê. Wow, chú, đó là cái gì vậy? Đó là cái gì vậy? Bố thì không ở đó, mẹ thì không thèm ngó. Đây là cái cảnh tượng mà mẹ mình bị chặt đầu và bố mình bị chặt tay chặt chân đây. Cái gì đây? Ui! Mẹ có con gì nó vừa đi quét. Đức vua thích tranh vẽ. Cái này không khó để đọc ngược đâu anh ạ. Cái này không khó để đọc ngược. Mình không thích cái này. Có người đã viết gì đó ở đây. Thú cái lìn. Nhưng không có gì thú vị cả. Con mèo đó đây. Bạn là người bạn thân yêu của tôi. Bíp bíp bíp. Đây là con mèo đen của mình đúng không? Nếu muốn ôm tôi thì đừng bắt tôi xem. Nếu chưa bắt được tôi thì đó là chứ bạn chưa tìm thấy tôi. Để xem nào. Đức vua thích tranh vẽ. Mà cái con mèo đen nó lại có tên là Ngài Bóng Đêm, tức là một cái tên rất là trịnh trọng với ấy. Không 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 ấy được. Làm thế nào để bắt được con mèo này nhỉ? Hay là mình sẽ phải vẽ tranh chì màu xanh yêu thích của mình, kết hợp chì màu xanh với cái này. Không được, chì màu xanh với cái này không được. Sử dụng. À, không được rồi. Mình sẽ thử đi vào trong phòng xem nào. Cái ghế nó tự di chuyển. Bóng của ai đây? Hãy tự trách bản thân mình đi. Sao trông cậu giống hệt búp bê vải vậy? Họ đã làm gì cậu? Hãy nói gì đó với tôi đi. Mình không muốn chạm vào nó. Có lẽ nếu chạm vào nó sẽ nhảy sổ ra dọa mình. Chẳng có gì. Không có gì cả. Tại nơi này, ngay cả những thứ thuần khiết nhất cũng chết. You can see. Đôi bàn tay nhỏ xinh khắp người mi, nuốt chửng linh hồn mi là cái quái gì? Hy vọng ông ta không ở quanh đây, có vẻ như ông ta đã trốn thoát khỏi. Ủa, chú Hề đi đâu rồi? À, chú Hề vừa nãy có vẻ thì đã thoát ra ngoài rồi anh em ạ. Ây, ui, giật cả mình à. Nếu muốn ôm, mình không thể ôm được con mèo này. Thôi, không
không không không đời hư ảo đưa em vào cơn mê nữa, đưa nhiều quá sợ vãi. Ê, lại đời hư ảo đưa em vào cơn mê anh em ạ. Rồi mình sẽ xem ngoài này có gì. Chắn rồi, là mê cung, chúng mình chưa từng chơi ở đó, đêm nay sương mù dày quá. Ok rồi, không 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 chơi thuốc nữa, quay trở lại với thực tại này. Đi xuống cậu thật. Ê, cháu đây rồi. Đáng ra cháu phải ở trong phòng chứ, cửa khóa rồi mà. Cô đã để mở nó mà. Có phải cháu đâu. Nhưng cô để mở nó mà, ta chắc chắn nó không mở. Chắc chắn bởi chính tay ta đã khóa nó. Thế thì tại sao cháu lại ra ngoài được? Chắc chứ. Thế thì tại sao cháu lại ra ngoài kiểu gì? Nó mở sẵn mà. Đừng có mà dở trò. Về phòng và chờ bác sĩ đi. Thì đi về. Làm gì căng nhở? Làm gì căng? Chả làm gì mà căng. Mình không muốn, mình chỉ vừa mới dậy thôi. Mình lại phải trở về phòng chờ bác sĩ rồi. À đây, ông bác sĩ vào rồi này. Cháu đã thoát khỏi căn phòng của mình sao? Không hay đâu. Nhịn đói nhiều ngày. Nhưng cháu đói bụng, thưa ngài, cháu đã không ăn gì trong nhiều ngày qua. Bác sẽ không nghe bất kỳ lời biện hộ nào của cháu nữa, cô bé à. Không có kiếm cớ, cho cháu ăn gì đó đi, thưa bác sĩ, làm ơn hãy để cháu đi ra ngoài và ăn gì đấy. Cháu phải học cách nghe lời của những người phụ trách. Cháu sẽ ghi nhớ bài học này. Đừng làm điều ấy một lần nữa nhé, friend, đi và ăn ngay, sau đó trở lại giường. Mình sẽ được đi ăn đúng không? Đây rồi, mình sẽ đi ăn. Đi xuống dưới rồi. Mình không được vào trong này. Có một cái chuông cảnh báo ở đây. Có thể là mình sẽ đi thẳng tiếp à? Mình sẽ thử đi thẳng tiếp xem nào. Ồ, có ông chú bảo vệ mặc áo xanh này. Ách chà, cái chìa khóa ở đây rồi. Có thể là đi vào đây thì mình sẽ cần phải lấy cái chìa khóa này. Nhưng làm cách nào đó để cho ông chú này đi mới là chuyện quan trọng và là cái chuyện khó khăn nhất bây giờ. Từ từ đã, mình sẽ đi đến một cái căn phòng khác tiếp theo. À, có thể là cái đấy là để mở cái lồng sắt thì đúng hơn chứ đúng không? Ai đây? Xin chào, cậu ổn chứ? Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Tớ muốn biết, tớ chỉ muốn biết cậu có ổn không thôi. Tớ không nói đâu, bác sĩ sẽ cắt đầu cậu nếu cậu chưa rời khỏi đây. Ông ta rất thích ăn não. Ông ta đã ăn não tớ rồi, ăn luôn cả ý nghĩ của tớ. Ông ta ăn não cậu sao? Ông ta sẽ ăn não của cậu nữa. Tớ thấy cậu bên trong phòng bác sĩ. Cậu đã chết. Ồ không, vậy tớ phải đi rồi, mong cậu sớm tìm được ý nghĩ mới. Island. Cái gì đây? Lại một căn phòng. Thằng béo này làm gì ở đây vậy? Có một con bé đang ngủ. Isabelle, cậu có muốn tớ giúp trốn thoát không? Ngủ ngon nhé. Mình sẽ phải lấy cái thứ gì đó trong này chăng? Một cái con thuyền. Thuyền giấy nhỏ. Ách chà, lấy được cái sợi dây rồi. Ngon. Có thể là mình sẽ phải móc cái sợi dây. À, đừng từ từ đã. Mình tự nhiên lại có cái ý nghĩ là hai cái thứ này. Biết ngay. Tí nữa chắc chắn mình sẽ sử dụng đến cái này, nhưng mà hiện tại thì chưa biết để làm gì. Cái quái gì đấy? Dò kênh à? Breaking news. Có ma ở đây à? Ồ, có lẽ là phim tài liệu con kiến. Cái hơi ghê nhỉ? Ôi dồi ôi, cái đấy hơi ghê đấy. Thưa ông người voi, chân ông thật hồng hào và mềm mại. Chiếc mũ đỏ thật là xinh, trông mấy thằng hề đến tẩm ấy. Đừng chạm vào đấy, cậu sẽ chết nếu chạm vào, sóng chẳng hoạt động gì cả. Nghĩa là sao? Tờ giấy sẽ hoạt động như cách mà họ nói với tớ. Cậu làm gì với tờ giấy này? Ai nói với cậu? Cậu làm gì với tờ giấy này? Và ai nói với cậu?
Nhưng mà cậu sẽ làm gì với tờ giấy đó? Tớ cần giấy để xem những thứ trên TV. Có thể là khi mà mình đối chiếu vào cái tờ giấy đấy thì nó sẽ hoạt động chắc. Tại sao nó không lên? Ồ, tớ hiểu rồi, nhưng tại sao nó không hoạt động vậy? Sóng phải mạnh lên, chuyển kênh, làm ơn đi nào. Có thể là mình sẽ đổi kênh cho thằng này sang cái này sao? Okay. Mình đã đổi kênh rồi. Vẫn không hoạt động. TV giấy từ chối, chuyển kênh lần nữa. Ok, được chưa? Sóng phải mạnh lên, chuyển kênh, làm ơn đi nào. Mình sẽ tiếp tục chuyển kênh nhé. Đây, con kiến này. Chúng ta đang mất sóng, chuyển kênh. Ok, chuyển lần cuối. Lên rồi. Đúng là phép màu. Cảm ơn cậu. TV xem qua giấy lên rồi. Tuyệt, tớ xem được chứ? Không, nó là của tớ. Nếu muốn, hãy lấy tờ giấy không có tác dụng. Làm thế có chết không? Cảm ơn, nhưng mà cậu nói làm việc ấy tớ sẽ chết mà. Tớ chưa bao giờ nói điều ấy cả. Cậu nói dối, TV giấy đang hoạt động lại. Có thể là mình sẽ lấy một tờ giấy này. Được rồi, ok, hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Hôm nay là mình đã phát hiện được ra một cái giống như kiểu một cái tác dụng của cái thuốc đấy, là nó có thể giúp cho mình ấy nhìn được vào một cái thế giới hoàn toàn khác. Nó giống như là một cái thế giới tâm linh ấy, một cái thế giới đầy rẫy những ma quỷ và những cái máu me. Nhưng mà ở cái thế giới đấy thì mình sẽ có nhiều thứ để khám phá hơn, cũng như là có những hình ảnh chỉ ở những cái thế giới ma quái đó mới có thế thôi. Thì chắc video này mình sẽ kết thúc ở đây. Ở tập sau thì chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu nốt, và có thể là tập sau chúng ta sẽ tìm cái lối để thoát ra cái nhà thương điên này. Được rồi, và đừng quên là để lại một like nếu như em muốn thích con game này, và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.